Em xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Tiếp theo thì em cũng đến thăm một ông cụ cũng lớn tuổi ở xã Tân Thạch của huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre mình. Ông thì cũng nãy ông cũng mới vừa giới thiệu cho em có một cuốn sách này của ông tự ông viết, tự ông dịch, ông có làm thơ nữa. Cuốn này gọi là Tài liệu về bấm quyết. Dạ. Không? Dạ. Có cái quyết mà dưới đúng nè. Dạ. Bốn phần đó. Dạ. Quyết này đó, theo mấy người học ngũ công đó là dạ. Tập trung sức mạnh đó. Tập trung sức mạnh hả? Khí dạ. Hỏa hoặc là đang đi. Dạ. Nó có hai tên. Dạ. Dưới đúng bốn phần. Dạ. Ông ơi, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ông? 86. 86 tuổi. Ông ngày xưa ông nghe nói ông là giáo viên ha ông? À, giáo viên. Dạ. Giáo viên xã Tân Thạch này. Dạ. Hồi 1980. Dạ. Rồi làm tới 1990. Dạ. Mới nghỉ. Lúc đó là cho giảm biên á. Dạ. Thành nghỉ lãnh trợ cấp à. Dạ. Không có lương. Dạ. Ông ở đây là ông ở với ai ha ông? Ở một mình. Ở mình luôn. Dạ. Cũng như là hồi nào giờ là ông có gia đình ha, nhưng mà bây giờ cô đơn. Dạ. Bây giờ có mình. Dạ, nhưng mà ông có con không ông? Không có, cháu dạ. Ông à, cháu dạ. Lâu lâu tới cấp dưỡng. Dạ. Chứ còn lương cũng không có. Dạ. Ở thời cấp có đứa học trò nó làm phó chủ tịch xã nè. Dạ. Nó thông cảm thấy cô đơn á. Dạ. Nó mới cho nâng trợ cấp lên. Dạ. Chứ đúng ra lãnh trên 80 có 270.000. Dạ, là tháng có 270.000. À. Dạ, là nhưng, cái đó là lương tuổi già thôi không ha? Lương tuổi già. Dạ. Nhưng còn đó, còn cái lương mà của giáo viên có được nhận không ông? Nó thấy tôi cô đơn nó kêu cho lên 504. Dạ, 504.000. Còn mấy năm trước á, dạ. Có cái bà Nguyên Dung ở thành phố á, dạ. Bà có cái xưởng dệt, bà cho mấy người giáo viên mà nghỉ không có lương á, dạ. Mỗi tháng là 500. Dạ. Cái năm cuối cùng bà nói thôi để dồn lại cả năm là 6 triệu. Dạ. Nhưng mà năm rồi á, bà ngưng lại, bà nói bây giờ bị Covid-19 đó, bà, dạ. Bán đồ không có được, dạ. Bà ngưng lại. Chứ dạ. Mấy năm trước bà trợ cấp 10 tỉnh, dạ. Một tỉnh là 500-600 người đó. Dạ. Ông giới thiệu cho con cuốn sách này đi ông. À. Ông từ đầu nè, ông nói là mấy cái bài thơ ông tự sáng tác nè. À, cái hình này là hình ngày xưa không? À, cách đây cả chục năm. Dạ. Là ở bên tỉnh nó qua. Dạ. Hội cây kiển nó qua ở nhà Túc Lan á. Dạ. Khu du lịch tới dưới này nè. Dạ. Rồi chụp trong này có hội cây kiển, hội bóng bàn á. Dạ. Còn đây là mấy bài thơ này của ông tự sáng tác luôn hả? À, tôi sáng tác nhưng mà dạ. Tôi lấy vô mấy bài này kể như là tấm đất. Dạ. Thơ không tên số 16. Dạ. Thơ là tiếng nói của con tim. Dạ. Những kẻ trí âm hay muốn tìm. Dạ. Cao chuốt tâm tình niềm khát vọng. Dạ. Thương đời chân lý lúc đang yêu. Đó là trí âm. Dạ. Cái này trí kỷ nè. Thơ là tiếng nói của con tim. Trí kỷ dù xa vẫn muốn tìm. Ước vọng chung nhau ly rượu đắng, hòa đầm hy vọng trọn niềm tin. Dạ. Chỗ này làm cái quả thị. Dạ. Quả thị là để chỗ này có cái câu. Ủa, cái câu đó là câu câu tiếng Pháp. Dạ, đọc sao không? Qui veut aller faire si vui avec moi. Dạ. Bạn muốn đi nhậu với tôi không? Rượu đắng này. Dạ. Có thể là bia. Dạ. Hiện tại thì bây giờ ông ở một căn nhà ở đây có một mình anh chị. Đây là cái giường ngủ của ông ha. Ở trên đây thì cũng có la phong. Nhưng mà bây giờ nó muốn sập hết trơn rồi. Anh chị thấy ở trên thì
thấy lấy mấy cái lon sữa rồi mình kê lên chống đỡ. Chống đỡ ha. Hồi nãy thì em cũng có hỏi thì đây là hình ảnh của ba mẹ của ông. Ông thì ở đây có một mình anh chị. Nghe nói ở đây hình như là cũng là đất đậu nữa hay sao. Nhà thì bây giờ ở con mình. Đây, đây là hội người cao tuổi Việt Nam mừng thọ cụ Phạm Văn Nhiên, nhưng mà có cái chữ chữ cao nè anh chị ha. Cao Phạm Văn Nhiên, sinh năm 1935. Dạ. Anh chị thấy thì ông photo các cuốn sách của ông nè. Sách để tặng cho học trò. Ở trong đây thì mấy cái này là ông giống như là mình cũng dịch mấy cái cuốn sách tài liệu bấm nguyệt các anh chị. Cái này là tự ông làm, tự ông dạng như là mình dịch ra. Dịch. Dạ. Câu này không? À, của Bôn Te nè. Của Bến Tre mình đó hả? Bôn Te. À, Bôn Te là một cái nhà văn Pháp. Dạ. Cái này là cũng như là mấy cái này là ông dịch từ những cái tài liệu Pháp ha sao ông? Từ tài liệu khác ha sao? À, cái này là sách y học của Pháp. Dạ. Rồi tôi lấy vô, lấy vô mạch nhâm tiếng Pháp là Concession Vexen. Dạ. Còn mấy cái này là tiếng Việt. Chỉ cái mũi tên rồi lại bấm. Dạ, như là nó có những cái nguyệt đây ha. Nguyệt. Dạ. Còn ở sau này á, nguyệt bằng quang á, là thường tập cạo gió rồi đó. Dạ. Cái dài theo xương sống mình đó. Dạ, cạo gió hả? Cạo gió rồi đó. Dạ. Là ở xương sống mình á, có nhiều nguyệt lắm nè. Dạ. Phế du. Dạ. Cái này. Rồi tâm du, tâm là tim á. Dạ. Rồi can du, cảm du, tỳ du. Thì dĩ á, dạ. Thì là lách, dĩ là bộ tử, thận du là võ thận, dạ. Bàn quang du ở thuốc cái này, thấy không? Cũng có dưới là bàn lọc bàn chân nào nữa không ha? Còn này á, tôi lấy trong sách của yoga, dạ. Bàn chân của mình á, có nhiều kinh nguyệt lắm, phải dạ. Không? Như chỗ này là trái tim, dạ. Chỗ này là bộ tử, dạ. Không? Muốn cho bàn chân mình ấm á, mình để hai bàn chân là dạ, dạ lại cọ sát cọ 50 cái cọ sát hai cái bàn chân là nó ấm không ha, cọ 50 cái cọ sát 50 cái tập theo phương pháp yoga. Dạ. Nhưng mà cũng như là về những cái kiến thức này thì ông có hiểu không hay là ông chỉ có là dịch từ sách ra thôi? Cũng có đi dự khóa hồi đó quốc tế nó qua bên Tiền Giang á, dạ. Nó dạy yoga, dạ. Mà cái trường phái này á, là trường phái ngồi thiền, dạ. Ananda mặc ra, dạ. Yoga, còn cái phái mà tập thể dục không á, vì sức khỏe á, dạ. Anti-yoga, dạ. Nó trường phái nhiều lắm, ở dạ. Yoga nhiều trường phái lắm. Dạ. Lúc đó ở trường bây giờ là ông dạy là cấp 1 hoặc cấp 2 không? Lúc cấp đó 2, đó. Cấp 2 lúc đó là kêu bằng trường gì không? Sau giải phóng mới kêu cấp 2, còn trước giải phóng mới gọi là trung học. Trung học hả? À. Còn nghe nói gì đệ nhị, đệ nhất gì đó con không rành luôn á. Ở trung học nó chia ra là nếu mà cấp đệ nhị đệ nhất là trung học đúng, còn cái địa thứ đó gọi là dạ. Cơ sở, dạ. Trường trung học cơ sở nó thấp hơn. Dạ. Ngày xưa vậy rồi ông dạy là chuyên môn bên cái gì không? Dạy ngoại ngữ. Dạy ngoại ngữ hả? Vậy là dạy Pháp ngoại văn. Ngữ gì? Tiếng Pháp á hả? Vậy là bây giờ chắc mình cũng còn nó nằm trong lòng mình không ha? Nằm. Cũng còn nhớ. Dạ. Ông nói vài câu quen thuộc cho con nghe thử không ha? Dạ.
Như nãy đã nói câu mà chiều nay vắng em á, dạ. Thì thành phố vắng tanh. Dạ. Đó là La Mặc Thi nói. La Mặc Thi là thi sĩ của Pháp á. Dạ. On se le trouve. Dạ. Tout est développé. Dạ. Con thì con nghe nhiều người nói tiếng Pháp thì nhiều khi mình nghe mình cũng thích thôi, chứ mà con không có hiểu nhiều. Nói không á, không có học tiếng Pháp không? Dạ, lúc đó thì con học, lúc sau là con học tiếng Anh. À. Tiếng Anh thì nhiều, chứ mà còn tiếng Pháp thì con không có học. Tiếng Anh nó thịnh hành lắm, giờ quốc tế rồi. Dạ. Nước nào giờ cũng xài tiếng Anh hết trơn. Dạ. Ngày xưa như vậy rồi dạy những trường đó là giống như là có dạy những cái trường quốc tế rồi không ha? Hồi trước không? Tôi dạy đó là trường ở trên Cát Lái á. Dạ. Thì ngoại ngữ thì có thể sinh ngữ 1, sinh ngữ 2 á. Dạ. Bên cấp 2 cũng học hai ngoại ngữ á. Dạ. Có khi tôi cũng phụ trách sinh ngữ 2. Dạ. Cho những em mà học cấp 2 đó. Dạ. Cấp trung học cấp 2 á. Dạ. Để nghỉ cấp. Bây giờ chắc học trò của ông rồi, chắc cũng thành tài, cũng lớn, ai cũng lớn tuổi hết không ha? Có Trần Thiên Thanh á. Dạ. Tết nhà giáo là cái gì đây cho bà biếu rồi dữ lắm. Dạ. Lúc trước nó làm giám đốc của điện thoại của đại hàng á. Dạ. Đó. Dạ. Rồi cái điện thoại đó giải tán rồi. Dạ. Giờ chỉ còn có Samsung rồi. Dạ. Rồi bây giờ ăn uống rồi tự ông lo hay là có ai lo cho ông không? Không. Cơm á rồi nồi, con thấy như nồi cơm điện mình nấu. À. Còn đồ ăn thì ở đâu không? Đồ ăn trên chợ nấu sẵn. Rồi ông đi mua hay là sao? Đi mua. Ông đi mua, rồi ông tự đi mua hay có ai đi mua cho ông không? Tự đi mua. Dạ, rồi lâu lâu rồi cháu được có ghé thăm ông không? Có. Nhưng mà con thấy như chắc học trò rồi cũng ghé thăm thường xuyên ha. À, cũng có. Dạ, tính ra cái nghề bên nhà giáo á, là học trò rồi người ta quý. À. Tại kêu bằng cái câu gì đó mà như là người ta trân trọng tôn sư trọng đạo mà ông ha. À. Dạ, bởi nên nó là thầy giáo đồ là được nhiều học trò rồi đến thăm và người ta cũng quan tâm nhiều không ha. À. Dạ. Ở đây thì ông có đi khám sức khỏe định kỳ đúng không ha? Có. Dạ. Hồi nãy tôi nhận làm tôi tưởng bác sĩ Châu. Dạ. Bác sĩ Châu ở trạm y tế này nè. Dạ. Ông có chữa bệnh cho tôi. Dạ. Bệnh hôm trước tiêm hơi nhanh. Dạ. Rồi ổn định lại. Dạ. Mình biết bấm huyệt thì cũng đỡ. Dạ. Nữa. Ví dụ như ở bên dây chằng này nằm ngủ mà nó một bên quá, nhiều khi nó đau, nhiều khi mình bấm ở đây nè. Dạ, mà là mình bấm huyệt ha. À, bấm huyệt. Dạ. Bấm phụ cách này nè. Dạ. Là chút cái thì nó đỡ. Nó đỡ, không có đau dây chằng ở cổ á. Dạ. Thường thường á, người ta nằm ngủ nó ưa đau. Dạ. Vậy là cũng như là cái cuốn sách đó là ông cũng vận dụng từ cái cuốn sách đó để mà mình trị sức khỏe cho mình á, mình kiểm tra sức khỏe cho mình luôn. Nó hỗ trợ sức khỏe cho mình đó. Dạ. Đúng không? Thành ra giả tiếng như mình bị dột vẻ cái mình bóp. Dạ. Đi. Bấm ngay cái nguyệt đó ha. Nguyệt này. Dạ. Đó. Bấm chừng 30 tiếng. Tiếng nói á. Dạ. Mỗi tiếng là 1 giây. Dạ. Hôm nay thì con cũng đến thăm ông á, để chủ yếu là con thì ở Bến Tre này thì con đi thăm những người lớn tuổi, những người già, nhiều khi ở có một mình neo đơn như ông vậy nè, để nhiều khi lâu lâu đến thăm cho ông cảm thấy vui, để mình có sức khỏe, để mình sống lâu hơn ha. Dạ, hôm nay thì con cũng định mua trong phần quà mà con thấy quà cáp rồi, con không biết ông sử dụng như thế nào, thì thôi để cái dịp sau ha. Dạ, thì bây giờ con gửi cho ông là 2 triệu ở đây để ông sử dụng ha ông ha. Dạ. Dạ, ông nhận giùm con ha. Dạ. Rồi đưa qua ông nhận đi thôi. Dạ. Ông ở đây tiền ông giữ được không? Ông có giữ được không? Được. Dạ. Mình giữ như là mình tự bảo quản hay là có đưa cho ai giữ giùm không ha ông? Không có.
không có ai giữ gìn hết. Dạ. 500 này thì lâu lâu mình đem lên chợ. Dạ. Nhưng mà mình có sợ bị mất đồ không á? Không có. Dạ, vậy cũng chợ, đỡ. Chợ quen không à? Dạ. Mấy người quen không? Dạ. Có khi tôi mua đồ á, dạ, bán rẻ. Dạ. Có khi nhiều có người cho nữa. Dạ. Có thể dạ. Vậy thì thôi cũng mừng ha. Mà mình sống thì ở nhiều khi hàng xóm đồ người lớn tuổi người ta thấy người ta thương thì nó cũng đỡ cho mình. Dạ. Đây thì em cũng đến hỗ trợ cho ông 2 triệu anh chị. Đây là 1 triệu đây là của cô Năm ở Anh, và 500 ngàn của anh Hiền và chị Phước, và của gia đình họ Trịnh là 500 ngàn nữa anh chị. Thì cũng gửi cho ông để ông có sử dụng để mua đồ ăn, thức uống đâu đó, đặng cho ông có sức khỏe ha. Dạ. Tôi, để hôm nào có dịp cái con lên con thăm ông tiếp. Dạ. Dạ, nhà cháu gửi rồi. Tôi cảm ơn cho những nhà thiện nguyện á. Dạ. Người mạnh thường quân á. Dạ. Rất trân trọng cái lòng hảo tâm của quý vị đó. Dạ. Dạ. Sẵn đây cảm ơn mấy cháu luôn. Dạ. Thôi giờ ông nói câu tiếng Pháp câu gì đi ông, để mình chào khán giả đi ông. Dạ. Dạ. Anh có khán giả đây phải không? Dạ. Hồi nãy có một câu đó có sâu vô không? Dạ có. Dạ có. Thì câu khác thì ai muốn nhậu với tôi không? Dạ. Khi vừa Alé phê Sipu Mắc Quang. Dạ. Con thì nghe con cũng không hiểu gì hết trơn á. Tại vì con thì ngày xưa con học tiếng Anh, con không học tiếng Pháp, bên nên là con cũng không hiểu. Dạ, nhưng mà nghe ông nói thì nhiều khán giả người ta sẽ nghe, người ta sẽ hiểu được cái câu nói của ông. Dạ. Cũng còn làm tiếng Pháp ấy, có nhiều khi mấy người dân Tây rồi này kia. Dạ. Học từ trường Pháp rồi này kia. Dạ. Họ giỏi. Dạ. Còn tôi học ở trường làng à. Dạ. Học tiếng Pháp bộ đó. Dạ. Dạ. Dạ thôi thì bây giờ con về ha. Ông khỏe ha. Mới mốt có dịp khác cái con lên thăm ông nữa nha. Dạ. Dạ, quý danh của cháu là gì? Dạ, con là cái kênh YouTube Bến Tre Ngày Nay. Dạ, ở trên mạng YouTube á, là Bến Tre Ngày Nay là con á. Dạ, con thì tên là Hồ. Dạ. Thôi, hết sức cảm ơn. Dạ. Dạ rồi thôi, ông khỏe ha. Dạ. Dạ rồi, con chào ông. Thì em cũng đến thăm ông một tí thôi anh chị, thì em cũng sẽ về ha. Thì em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha.